Hello, chào mừng bạn tới với kênh YouTube tập yoga của Blog Journey Travel. Và chào mừng bạn tới với bài tập của buổi sáng ngày hôm nay. Nào, mình đang ở ngoài trời, hãy tận hưởng bài tập yoga vào buổi sáng ngày hôm nay thôi nha. Mọi người hãy bắt đầu bằng cách là ngồi trải thảm và ngồi lên giữa thảm của mình. Hãy lắc lư cái hông của bạn từ hai bên và lắc lắc cho cái phần thịt ở bên hai mông nó rời xa ra phía sau á, thì cái độ ngồi của bạn nó sẽ đều hơn và bạn sẽ ngồi thiền được lâu hơn. Sau đó bạn giống thì các cái đốt xương cụt dưới cùng của bạn, bạn lắc lư lên phần lưng dưới của bạn. Sau đó bạn lắc lư lên phần lưng trên, mở rộng hai cái bả vai ra. Rồi bạn đẩy cái lồng ngực về phía sau, tưởng tượng như là bạn đang ngồi dựa lưng vào tường. Và bạn đặt hai tay lên đầu gối của mình. Bạn có thể để úp lòng bàn tay nằm lên gối hoặc là để ngửa lòng bàn tay khi giãn, cách nào mà bạn cảm thấy thoải mái nhất là được nha. Sau khi bạn cảm giác được hai vai của bạn thăng bằng rồi, bạn thả lỏng các cốt sống cổ ra, thả lỏng khuôn mặt ra và bắt đầu nhắm mắt lại. Mình sẽ tập thở một vài nhịp trước khi mình bắt đầu bài tập. Hãy cảm nhận cơ thể bạn ngồi chắc như sàn. Phần hông chắc, phần lưng thẳng, phần vai thăng bằng và phần khuôn mặt của bạn thả lỏng ra. Hít vào, bạn cảm nhận. Đi theo lỗ mũi của bạn đẩy hết ra. Hãy cố gắng làm cho hơi thở bạn chậm hơn, êm hơn và mềm hơn. Nếu bạn đã biết được cách tập bài tập thở ba thì hãy áp dụng vào lúc này. Hít vào, bạn nâng bụng lên trước, hơi thở xuất phát từ lỗ rốn. Sau đó nâng phần dưới lồng ngực của bạn và mở hết lồng ngực lên ba thì như vậy. Và bạn thở ra, bạn thả lỏng từ lồng ngực trên, lồng ngực dưới. Và bạn hóp bụng đưa lỗ rốn vào trong và bạn đẩy sạch sẽ hết khí ra. Nếu mà bạn chưa biết hơi thở ba thì, bạn có thể check các video trước của mình để xem và tập bài tập này, tập bài tập thở ba thì nha. Còn nếu mà bạn chưa tập được, hãy cứ bắt đầu bằng hơi thở lồng ngực trước. Mình sẽ lặp lại một vài hơi thở nữa thôi. Hãy thở chậm rãi, hãy hít chậm rãi và cảm nhận cái cơ thể bạn được thư giãn, khuôn mặt được thư giãn, cái hông bạn ngồi chắc hơn, cái cơ thể bạn thăng bằng hơn và cái ý thức bạn tập trung được vào hơi thở của bạn nhiều hơn. Cố gắng đừng bỏ qua bước tập thở này, bởi vì hơi thở sâu và dài sẽ giúp cho bạn tập trung hơn vào bài tập của bạn và giúp cho động tác của bạn dưỡng được chắc hơn, vững chãi hơn.
và một hơi thở cuối cùng. Rồi nhẹ nhàng thả lỏng khuôn mặt và mở mắt ra. Bạn hãy ngồi lên trên giường thảm của mình và xoay mặt về hướng. Bạn để cái thảm ngang, bạn xoay mặt về hướng của mình thì chút nữa bạn di chuyển các động tác sẽ dễ hơn nha. Mình sẽ di chuyển một vài cái hơi thở và động tác đi cùng với nhau. Mở rộng hai vai ra và hít vào, bạn vươn hai tay lên trời, nhìn cao lên, kéo dài lồng ngực, kéo dài lưng và nhìn theo tay trên trời, các ngón tay chắp lại. Thở ra, bạn từ từ thả tay về trước ngực của bạn, lỏng phần vai phía sau nhưng cố gắng giữ lưng của bạn thẳng. Bạn đừng còng về phía trước khi thở ra mà vẫn giữ lưng của bạn thẳng lên. Lặp lại, hít vào, vươn hai tay về người. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Một nhịp nữa, cánh tay mở rộng vươn lên, hít vào. Từ đây bạn lồng các ngón tay vào nhau và để ngửa lòng bàn tay mở lên trời và cố gắng mở cái bả vai của bạn ra xa phía sau, thì bạn sẽ rướn được toàn bộ vai của bạn lên. Hãy lắc lắc cổ về hai bên, bạn thả lỏng cổ ra, đừng siết hoặc là gồng cổ lại nha. Thả lỏng ra và rướn lên. Mắt nhìn thẳng về trước, các đốt sống cổ giữ thẳng. Kéo dài lưng, hít vào. Thở sâu ra. Rướn các đốt sống dài lên nữa, đừng ưỡn bụng về trước mà hãy hóp bụng vào trong, gồng bụng lại. Hít sâu, rồi từ từ gỡ tay. Bạn đưa ra phía sau và lồng các đốt ngón tay vào nhau. Nắm chặt hai bàn tay, bạn ưỡn lưng về phía trước, lắc lắc hai bả vai. Rướn lưng và vươn cằm lên. Hãy hít thở dài, cảm giác lồng ngực được ưỡn ra và cánh tay đánh xa về phía sau. Sau đó bạn nghiêng vai của bạn về bên phải và bạn đánh cái cánh tay của bạn về trái. Nghiêng người, giữ lại một chút. Rồi bạn nâng người lên, đổi qua bên kia, cánh tay đánh về bên phải và bạn nghiêng người bạn về bên trái. Cố gắng luôn giữ người mặt phẳng ngang, đừng đổ về phía trước hoặc đừng ngửa ra sau. Và sau đó bạn nâng người lên, gỡ hai tay và vươn lên trời lần nữa, hít vào, rướn lên, rướn cao lên. Và chắp hai tay, hạ về trước lồng ngực, thở dài ra. Từ đây bạn chống hai tay về phía đất thảm của bạn, lùi hai đầu gối về phía sau. Mình tập một vài động tác khát khao con bò và con mèo. Hai tay bạn xòe rộng ra, bất cứ khi nào mà bạn tiếp xúc với mặt sàn, hãy cố gắng mở tay ra và chỉ cái bàn tay hướng về phía trước. Mình thấy một số bạn hay mở ngay tay xòe ra hai bên như vậy thì cái cổ tay của bạn sẽ bị đau nha. Cố gắng luôn chỉ song song về phía trước mặt thảm của bạn, tức là cái ngón cái của bàn tay nó sẽ giống về phía trước, nó song song với cái mép ngang, và cái ngón cái có thể là vuông góc với cái mặt của thảm luôn nha. Xòe tay rộng và lắc lư hông nhẹ nhàng. Đầu gối chịu chặt hai cái, vu bàn chân úp về phía sau, hạ thắt lưng của bạn xuống và ưỡn ngược lướn lên. Hít sâu. Thở ra, cuộn từ từ từng đốt sống, kéo cằm vào lồng ngực, thở dài. Hít vào, nâng lên. Thở ra, cuộn lại. Hai nhịp nữa, hít vào, bạn hạ thắt lưng, nâng lên. Sau đó thở ra, bạn cuộn lại, cảm giác các đốt sống của bạn đều được chú ý, các đốt sống đều được đánh thức hết lên. Và nhịp cuối cùng, hít vào, rướn người lên,
giữ ở đây một chút. Cảm giác cái cổ của bạn kéo căng, phần thắt lưng của bạn uốn căng. Sau đó bạn cuộn tròn lại từng đốt một. Từng đốt một cuộn lại, căng kéo vào ngực để căng thắt lưng lên, thở ra. Bạn hãy giữ lại một chút ở đây. Rồi quay về vị trí trung tâm, lắc lắc người bạn qua hai bên. Bây giờ mình sẽ vươn tay chân và cuộn vào trong. Vươn ra thì mình hít và cuộn vào thì thở ra nha. Hãy kéo cái lỗ rốn vào và siết cho phần lưng bạn thẳng. Từ vị trí này, vươn tay phải thẳng về trước, đá chân trái ra phía sau. Nhớ là tay này chân kia, sau đó bạn chỉ mũi chân bên trái ra, rướn tay phải về trước, hít vào. Thở ra, cuộn cùi chỏ và đầu gối chạm vào nhau. Hít, rướn. Thở ra. Nhịp thứ 3, hít. Thở ra. Nhịp thứ 4, hít rướn lên. Thở ra. Nhịp cuối cùng, hít vươn xa tay và chân. Thở ra. Sau đó chống tay và hạ đầu gối quay về giữa. Nhịp thứ 2, bạn cuộn tròn, bạn hít cái lỗ rốn lên. Vươn tay trái về trước và đá chân bên phải của bạn ra sau. Hít vào rướn lên. Thở ra cuộn vào trong. Hít vào rướn, vươn tay chân. Thở ra cuộn vào trong. 3. Thở ra. 2. Thở ra. Nhịp cuối cùng, hít. Rồi thở ra. Sau đó bạn hạ tay và chân xuống sàn. Mình sẽ vào tư thế đao đốc, tư thế chấu úp mặt duỗi mình. Hai bàn tay bạn xòe ra, nhón mũi chân. Và nếu mà bạn chưa thẳng được đầu gối thì bạn đừng để lưng bạn cong như vậy, mà bạn hãy khuỵu đầu gối. Cảm giác cái độ rướn của lưng rạp về sau. Rạp về sau. Còn nếu bạn đã đạp được chân xuống sàn rồi, hãy cố gắng từ từ nhấn được cái gót chân của bạn căng và đẩy cái phần vai căng về phía sau. Người ta gọi là chấu úp mặt duỗi mình, tức là cái khuôn mặt bạn lỏng xuống, thả về phía sau. Cái phần lưng trên của bạn duỗi hết mức ra và tập trung vào cái phần thắt lưng nhóng cao lên trời. Giữ lại ở đây. Hít. Thở ra dài. Bắt đầu khuỵu nhẹ đầu gối bên phải và ép cái vai bạn xuống nhiều hơn. Thở ra. Thẳng gối phải đổi bên. Khuỵu gối trái và đẩy người rạp xuống. Đổi bên. Gối phải khuỵu rướn lưng. Gối trái khuỵu rướn lưng. 3. 2. Và nhịp cuối cùng rướn ra và đẩy hết người về sau. Từ đây bạn bám chắc tay, vươn lưng về phía trước vào tư thế tấm ván. Hãy gồng chặt bụng lại và chỉnh lại chân chắc trong tư thế tấm ván. Bạn bước chân phải đặt ra bên ngoài, bên cạnh bàn tay phải của bạn. Và hạ đầu gối chân sau của bạn xuống sàn. Úp mu bàn chân sau, đặt tay bên phải lên gối và bạn xoắn người về phía sau. Vặn, cảm giác cái lưng bạn vặn về sau và bạn xoay mắt nhìn ra phía sau. Hít thở dài ở đây. Chống thẳng tay bên trái của bạn dưới sàn. Và lần này nếu được nữa nhìn theo tay phải và vươn lên trời. Hai. Ba. Bốn. Và năm. Quay trở lại, chống hai bàn tay của bạn xuống sàn. Lắc lắc cái hông về hai bên. Từ vị trí này, bạn đi cái chân bên phải của bạn vào giữa cái tấm thảm luôn. Nằm giữa nha, nằm giữa hai tấm thảm. Sau đó cân chỉnh lại phần hông của bạn hạ xuống. Đặt hai tay lên gối và bạn nâng người lên. Nâng người bạn ngồi thẳng lên. Hít vào, bạn ở lồng ngực, mở hai vai nhìn lên trời. Thở ra, cuộn người về trước. Hai tay khép lại, người bạn rướn về trước, kéo giãn ra. Hít vào, bạn mở hai tay, mở lồng ngực, mở lưng và vươn cằm lên. Thở ra, bạn cuộn về trước, rướn người, kéo hai tay dài ra.
Hít. Thở. Hít. Thở ra. Và nhịp cuối cùng, hít vào. Rồi thở ra. Sau đó bạn đặt hai tay lên gối trước, xoắn hết người mình về bên phải, vặn hết vai qua. Sau đó bạn đưa cùi chỏ của tay trái gác lên đầu gối bên phải của mình, đặt tay phải lên phía trên và bạn vặn người về phía bên phải của mình. Hóp cái bụng xoắn qua luôn và giữ ở đây. Một nhịp nữa thôi, xoay hết người, vặn hết về phía sau, xoắn lưng ra nhiều hơn. Sau đó bạn quay về phía trước, hít vào, lùi hai tay, vặn người lên, rướn lưng, vươn người nhấn phần hông xuống, ngửa lồng ngực và vươn lên. 5, 4, 3, 2 và 1, đổ tay về phía trước, chống xuống bên ngoài, hai bên ngoài chân. Nhón mũi chân sau, bám chắc tay, rút nhẹ chân trước về phía sau, gồng chắc bụng trong tư thế tầm phán. Sau đó bạn tiến người, đạp xuống sàn, rắn hổ mang, siết chặt đùi sau, nâng người lên từ từ. 2, 3, 4, mở ngực, rướn lên và đẩy về sau trong tư thế chữ V ngược. Đẩy và kéo giãn hết toàn bộ người về phía sau, thở dài ra. Lắc nhẹ hông và vai về hai bên. Mình sẽ đổi qua tập cho bên trái của mình. Rướn lưng, bám chặt tay, vươn người về phía trước, gồng chặt bụng và giữ chắc lực trong tư thế tầm ván. Sau đó bạn rút chân bên trái, bạn bước ra ngoài bàn tay bên trái của mình. Bám tay, rướn người thẳng đùi sau. Sau đó bạn từ từ hạ đầu gối sau và úp cái mu bàn chân sau xuống sàn. Lắc lắc người để cảm nhận vị trí nào mà bạn giữ được người chắc nhất. Sau đó bạn bám tay phải chặt, đặt tay trái lên gối, vặn người về bên trái của mình. Hãy xoay mặt về bên trái luôn. Xoắn người qua, giữ ở đây. Và nếu được, hãy vươn tay trái lên trời luôn. Rướn các ngón tay, mở lồng ngực và kéo cánh tay thẳng lên. Vai dưới và vai trên rướn xa ra. Mình giữ lại 5 nhịp. 4 3 2 và 1, từ từ hạ tay xuống, nhìn xuống sàn. Sau đó bạn đi từ từ, cái chân bên trái của bạn vào giữa hai bàn tay. Sau khi tan, bạn nằm giữa hai tay rồi, bạn đặt hai tay lên đầu gối của mình, nhấn phần hông xuống, cảm giác phần háng giữ chắc, phần hông trụ chắc, giữ chặt người, hít vào, tay mở rộng, mở lưng, lồng ngực mở rướn lên, thở ra, cuộn về phía trước, cánh tay vươn người rướn ra, hít vào, thở ra, hít, thở ra, hít sâu, thở sâu ra. Và nhịp cuối cùng, hít vào, rồi thở ra. Sau đó bạn lướn hai tay lên trời luôn, hít vào, nhấn hông xuống, vươn vai rướn người. 5, 4, 3, 2 và 1, và đổ về phía trước, chống hai bàn tay bám xuống sàn, xoay rộng các ngón tay. Nâng đầu gối, nhón mũi chân sau, mình rút nhẹ chân trước về sau, gồng chặt bụng vào tư thế tầm ván, đổ rạp người xuống sàn. Lật lồng ngực, rướn hoắn hổ mang, vươn lên. Và nhón chân, lùi ngược về sau, trong tư thế chữ V ngược, giãn hết lưng và kéo dài người, thở ra. Bạn lắc hông và vai, đẩy người giãn về sau.
Sau đó bạn khuỵu hai đầu gối, bạn đưa hai cái đầu gối của bạn lên đầu thảm luôn, khuỵu gối phải, khuỵu gối trái nâng lên và ngồi lên gót chân của mình. Lồng ngực mở rộng ra. Mặt trời lên rồi, hơi nóng quá mọi người ạ. Hai tay bạn để ngửa, hai ngón cái bạn chạm vào nhau và bạn mở hai cái cùi chỏ ra, đừng ổn lưng nha, cố gắng giữ lưng thẳng lên. Nhắm mắt lại, mình hít thở một vài nhịp. Kéo hơi thở dài, cảm nhận nhịp tim bạn đập đều lại, cảm nhận hơi thở của bạn sâu và dài như ban đầu. Sau đó bạn nhẹ nhàng mở mắt ra và mình quay ngược về hướng phía trước camera. Đứng lên đầu gối của bạn, bạn mở ngang chân bên phải của bạn ra. Mở và chỉ cái mũi chân ra, cố gắng giữ cái đầu gối và cái gót chân của bạn thẳng hàng nhau. Đừng rạp về bên này nhiều quá, mà hãy cố gắng giữ cái đùi hơi thẳng một chút ha, giống vuông góc lên. Mũi chân phải chỉ ra, hít vào. Bạn đứng thẳng, vươn hai tay lên trời vướn lên. Mình sẽ nghiêng về bên phải của mình, thở ra. Tay phải đáp xuống chân, tay trái vươn rướn qua. Hít vào, hai tay vươn lên. Thở ra, lườn bên trái của bạn kéo căng và cánh tay trái vươn dài lên. Hít. Thở. Hít. Thở ra. Nhịp cuối cùng, hít, vươn lên và thở dài rướn qua. Bám tay chắc và mình mở lồng ngực rướn lên một chút. Cố gắng đừng ụp người, bạn không cần đi tay xuống sâu quá ha. Bạn chỉ cần nắm ở đâu đó phía dưới đầu gối, nhưng mà bạn mở được lồng ngực và kéo cái lườn bên trái của bạn căng lên là được. Hãy giữ ở đây 5 nhịp. Và hít vào, vươn hai tay, rướn lên. Từ vị trí này, bạn chắc chân, lắc nhẹ vai, đẩy cái phần hông của bạn về phía trước, đẩy hết phần bụng về phía trước, phần đùi giữ chắc, vươn tay phải lên và chống tay trái lên hông ngửa về phía sau. Đây là option đầu tiên. Nếu mà bạn nắm được tay gót chân phía sau thì rời tay bên trái của bạn, nắm lấy gót chân phía sau, sau đó đẩy hông về phía trước và nhìn theo tay phải của bạn mình vào nửa con lạc đà. Vươn ra giữ lại ở đây. Cố gắng phải đẩy hông vào bụng nhiều về phía trước. Và từ từ bạn nâng lên bằng cách kéo tay phải chống vào hông, nâng người lên, chống tay trái lên hông. Mình đã hoàn thành bên phải, bây giờ mình đổi về bên trái của mình. Khuỵu đầu gối bên phải và vươn chân bên trái của bạn thẳng ra. Và giữ cho cái phần base của bạn chắc và giữ cái mũi chân chắc. Mình lặp lại 5 nhịp ngưng người. Bạn tập trung vào cảm giác cái lườn bên phải của bạn nha. Thực ra thỉnh thoảng mình thấy nhiều bạn xuống quá sâu á, nhưng mà thực ra là không sâu, bởi vì bạn cúi người về phía trước, bạn vươn như vậy thì cơ thể bạn nó sẽ không có tác dụng gì có phần lườn bên này hết. Bạn giữ lườn ngang và vươn lên như vậy là được rồi nha. Nào hãy bắt đầu, hít vào, hai tay vươn lên, rướn lên. Thở ra nghiêng về bên trái, tay trái đáp xuống, tay phải nghiêng rướn ra từ từ. Giãn ra, giãn ra. Hít. Thở giãn ra. Hít. Thở giãn ra. Hít vào. Rướn ra. Nhịp nữa, hít vào. Vươn ra. Và nhịp cuối cùng, hít vào, hai tay vươn, rướn lên. Sau đó mình nghiêng qua và mình giữ ở đây luôn nè. Trượt tay, kéo tay phải và rướn lên. Thả lỏng cái bả vai bên trái của mình xuống, giữ lại 5, 4, 3,
2 và 1, sau đó nâng người, hít vào, vươn lẻ, tay bên phải của bạn chống lên hông, đẩy hông về trước và ngửa người về sau. Đây là option đầu tiên. Nếu được nữa, hãy rớt tay bên phải xuống gót chân và rướn người mở về phía sau trong tư thế nửa con lạc đà. 5, 4, hông đẩy nhiều về phía trước. 3, 2, 1 và mình vươn lên, đóng tay phải vào người, tay trái vào người. Nâng người lên, chống tay phải lên hông và ngồi lên gót chân của bạn. Trở lại, hãy lắc lắc nhẹ vai, lọng ra, cuộn người về phía trước, mở người lên, cuộn về phía trước và mở người lên. Từ vị trí này, bạn nằm ngửa ra, mình sẽ trả lại lưng một chút trước khi mình kết thúc nha. Nhớ là bạn hãy luôn trả lại lưng, vì hồi nãy mình tập một số động tác back bend về rướn về phần lưng trên. Lưng bạn có thể sẽ hơi mỏi. Nhớ phải tập trả lưng và tập thư giãn chừng 5 phút trước khi bạn kết thúc. Đừng dừng lại ngay bây giờ nha. Bắt đầu nào, nằm ngửa ra. Bạn cảm giác là cái thắt lưng dưới của bạn ép xuống sàn, khuỵu hai đầu gối, lắc lắc mông và ôm chặt cái đầu gối vào. Cảm giác thắt lưng bạn gồng hết xuống. Bạn massage nhẹ cho thắt lưng bằng cách lắc lắc cái đầu gối về hai bên, qua bên phải, qua bên trái của bạn. Và bạn hãy bật người, ngồi lên luôn, vươn hai chân lên, đá lên, ngồi lên, ép về phía trước. Sau đó nằm từ từ về sau, lặp lại lần nữa lên. Ép người về phía trước, ép cho cái lưng bạn ép chặt xuống. Lên. Sau đó nằm ngửa ra trở lại, nằm dài ra. Nghiêng hai đầu gối của bạn về bên trái và bắt đầu vặn, xoắn người, vặn vai về bên phải của bạn. Giữ lại một chút ở đây. Sau đó bạn nâng lên, nâng đầu gối lên, đổ hết về bên phải và bạn xoắn người về bên trái của mình. Bạn tay trái nghiêng người xoắn qua. Rồi quay về giữa trở lại, nắm lấy hai ngón chân cái của mình và lắc lư lưng. Tư thế này là tư thế happy baby. Lắc lư lưng qua hai bên. Và đá thẳng chân, thẳng tay lên trời. Lắc 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 tay, lắc 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 chân và rớt từ từ hai chân chạm xuống, hai tay mềm xuống. Bạn nằm hoàn toàn người, thả lỏng trên tấm thảm của mình, nâng hông lên rớt xuống, nâng lồng ngực lên rớt xuống và thả lỏng toàn bộ người xuống luôn. Hãy để hai vai mềm, ngón tay lỏng ra, hai gót chân đổ ngang về hai bên mềm ra, các đốt sống lưng thẳng và bạn nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác thư giãn, tận hưởng cảm giác cơ thể bạn mềm ra, buông bỏ hết dưới sàn và ý thức của bạn lắng lại từng chút một. Bạn cảm nhận cơ thể bạn chìm xuống. Bạn cảm nhận hơi thở của bạn mềm mại cuộn vào sự thư giãn của cơ thể mình. Và hãy hít vào một hơi sâu, thở dài ra, cử động các ngón tay, ngón chân,
khép hai bàn chân của bạn vào nhau, vươn hai tay qua quả đầu, vươn vai và rướn vai, người rướn căng lên. Ôm đầu gối vào ngực, bạn đổ nghiêng người về một bên. Sau đó chống tay, nâng người và ngồi thẳng lưng lên luôn. Giữ hai tay đặt lên gối, bạn giữ lưng ngồi thẳng, vai thả lỏng ra. Mình sẽ hít thở một vài nhịp dài, hít vào thật sâu, thở ra thật dài ra. Hãy thử coi cái hơi thở bạn bây giờ đã dài hơn lúc ban đầu, lúc trước khi mình tập chưa nha. Hít sâu, thật dài lên, thở dài ra. Một nhịp nữa hít vào, rồi thở ra. Từ từ mở mắt ra. Mình có thể là xóa hai tay rồi đặt lên mặt, nhưng mà đang mùa corona nên tránh tiếp xúc tay với khuôn mặt, mặt mũi. Nên bạn chỉ cần xoa nhẹ hai tay và massage nhẹ cho phần cổ của bạn thôi nha. Đưa ra sau, massage nhẹ cho cổ và vai. Và thả lỏng ra. Cảm ơn bạn đã tập cùng Thương Bình và Blog Yogi Travel trong bài tập yoga buổi sáng vừa rồi. Thực ra thì bài này bạn có thể tập buổi sáng cũng được, tập buổi tối cũng sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn. Nhớ bấm nút đăng ký và bấm nút chuông để nhận thông báo về các bài tập tiếp theo của mình nha. Bài tập hôm nay mình chưa edit, nhưng mà mình nghĩ là có thể sẽ hơi ồn một chút do có tiếng động của xung quanh, tiếng xe cộ và tiếng chim hót buổi sáng. Nhưng mà không khí ở ngoài trời thì rất là tốt. Nếu mà mọi người có được một cái khoảng sân ở phía trước hoặc là bãi cỏ nào ở trong khu của mình thì nên tập ngoài trời, tại vì cái cảm giác ở ngoài trời nó thoải mái hơn, đỡ bức bị hơn ở trong nhà rất là nhiều. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người một ngày vui. Namaste.